Lại đi, đang có gái đẹp các bạn ơi. Gái đẹp nè. Bắt đầu rồi đó. Lại đi, mở cửa đi. Mình mở cửa. Chào các bạn nha. Giờ buổi trưa ngồi rảnh rỗi nghĩ ra cái trò này. Gần nhà bên có hàng xóm bán ốc. Giờ qua nó đang làm gì bệnh, chiên gà, chiên cánh gì bệnh, qua kẹo nó chơi nha các bạn, đi nha. Ê, mở cửa nghe không mày? Mở lại đi, nhanh lên. Để lại đi, đang có gái đẹp các bạn ơi. Gái đẹp nè. Bắt đầu rồi đó. Lại đi, mở cửa đi. Mày mở cửa nó tôi đốt nhà mày bây giờ. Đập nát bây giờ. Đó, nghe gái đẹp nói không, gái đẹp muốn lên hình không, lên sóng không? Thôi em quyệm lại anh. Ừ. Lên sóng đẹp lắm. Đại đi. Mẹ đi. Mở cửa đại đi. Đang đập nhà nó nè các bạn. Nhanh đi, mở cửa đại đi. Đang làm gì đây? Khóa nữa. Đúng rồi, đưa tiền, đưa giấy tờ luôn cho người ta kìa. À, gái đẹp nè các bạn, đó, thấy không? Mặc cái áo dài chấm đất nè. Thấy gái đẹp không? Làm gì đây? Ồ, món này hấp dẫn quá các bạn. Cái phao câu né rồi, ủi vô đi. Người đẹp nè. Người đẹp không dám lên hình, chỉ dám quay cái dáng thôi. Làm gì đây anh Tửng? À, cái quán ốc này là tên Tửng này, anh chủ quán này các bạn. Ở quần đùi áo số luôn. Món này gọi là món gì đây? Khai mau. Món gì? Món này món gì tôi nói cho bà con cô bác bên Mỹ, bên Úc rồi bên Việt Nam nghe con cái nổi. Món chân gà làm cái gì đây? Nói. Này là chiên hả? À, chân gà nướng muối ớt hả? Anh này ở Quảng Nam không nghe? Nói. Quảng Nam. Này làm vậy là mình bán ra bao nhiêu một cặp bình tử? 12k. Nói nhanh lên, bao nhiêu? 12k. 12k là bao nhiêu đó? 12.000. Này là mình đang ghim rồi chiều là mình làm lại hả? Chiều nướng lại. Nhìn hấp dẫn quá các bạn. Này khi nào mà kênh tôi được bao kiếm tiền, tôi kêu nó làm một thao đầy này, ăn cho nó đã. Ở gần nếu mà qua ăn trộm chân gà ăn hoài các bạn ơi. Lâu lâu á nó đi mua gia vị đồ á, cái nó bỏ để nhà cho mình là mình làm vậy nè. Lén lén ăn một thằng cái đâu không biết đâu. Nó tưởng bộ người ta bán nó thiếu chứ nó đâu biết đâu. À. Quán này là quán tên là quán Tửng nha các bạn. Đó, tên Tửng có số điện thoại luôn á. Anh em nào muốn ăn ốc chân gà rồi thì coi như là nói anh Tửng cái là anh Tửng đem tới ăn. Ê Tửng này có vợ chưa Tửng? Chưa. Quay mặt đó bạn thấy rồi đó, đẹp trai chưa? Chưa vợ hả Tửng? Chưa vợ mấy? Có vợ hai con rồi chứ mà ly dị rồi. Ly dị được 4-5 năm rồi. Ồ, một hoàn cảnh đáng thương các bạn ơi. Có ai hốt giùm nè mặt mày. Có ai hốt giùm đi. À. Hốt giùm cảm ơn luôn hả? À nó nói là hốt cảm ơn các bạn ơi. À không ưng này sướng lắm các bạn. Về là như là sáng ăn trứng gà, chiều ăn ốc. Đã luôn. À, ở có một mình mà coi nó mướn ở nhà nè, chào bá luôn nè các bạn. Nhà nó mướn đây là 9 triệu hả? 9 triệu phải không? 9 triệu. 9 triệu hay 6? 6 chứ. Tội lòng, 6 triệu nổi. À, quá trời ơi, bạn thấy không? Bàn ghế rồi mà không có ai phụ hết. Ồ, ốc đó nè. Đó, ưng thằng này về là ăn ốc mập mặt luôn các bạn. Ốc quá trời luôn. Đó. Bạn thấy không? Đó, bây giờ là mình chuyển qua làm bà Mai nha các bạn. Nè, mặt mày đẹp không? Đó, làm Mai luôn. Có bà nào bên Mỹ, đồ hay cô chú nào hốt này giùm đi. Cảm ơn. Ở gần chán quá. Ở gần, trời ơi, tôi nói thiệt các bạn. Nhưng ở gần mà mấy cái mùi này nó bay, tôi nói thiệt chứ. Lỗ mũi tôi dễ bị viêm xoang lắm. Vẫn chơi thôi. Thôi mới, và chốt nó. Ôi là trời. Chịu nổi không trời, chắc cháy điện thoại quá. Mấy mày ưng tao đi. Không mấy mày ưng tao đi. Ha, tao với mày vợ chồng. Tao khoái ăn lắm. Ha, về bỏ vợ qua để ở với mày ha, chịu không? Chịu không? Nói mạnh lên mới chịu không? Mày cứ mày nó lần duyên à, lần duyên.
thôi đi về. Bây giờ bưng cái thao này về nha các bạn. À, đi về là mình bưng cái thao này về. Đã quá các bạn ơi. Dạo này bắn đỡ không? Có ông mình về buồn dữ vậy. Thôi tao về đây, thăm mày chút xíu tao về nha. À, để tao lấy vài chân về bển tao nha. Rồi bye bye các bạn ơi.